Đạo đức kinh chương 3, đạo ở đời. Trong chương này và chương sau, chúng tôi bắt buộc phải dùng chữ đạo khi thì với nghĩa thông thường, khi thì với nghĩa riêng của lão tử, bản nguyên của vũ trụ. Nhưng hai nghĩa đó rất khác nhau, khó lầm được. Lão tử cũng có thể nói như khổng tử, ngô đạo nhất dĩ quán chi lý nhân 15. Đạo của ông còn nhất quán hơn đạo của của khổng nữa hai chữ trung thứ tóm tắt được hết nhân sinh quan của khổng còn chính trị quan của khổng không phải chỉ có trung thứ mà còn chính danh tôn quân thứ phú giáo năm năm nữa đạo của lão tử thì hai chữ phản phát phát với nghĩa là đạo trở về phát tức trở về đạo tóm tắt được cả nhân sinh quan lẫn chính trị quan của ông khi ông khuyên phải thuận tự nhiên vô vi tránh cực đoan khiêm nhu khí trí quả dục là khuyên người đời trong cách xử thế mà cũng khuyên nhà cầm quyền trong phép trị nước chúng tôi phải tách ra làm hai chương đạo ở đời trong chương này và đạo trị nước trong chương sau cho dễ trình bày nhưng vẫn thấy là miễn cưỡng mà không sao tránh được lời lặp lại xã hội theo khổng tử dân tộc trung hoa tới đầu đời chu thế kỷ thứ bảy trước tây lịch đã văn minh lắm xã hội được tổ chức hoàn chỉnh trên cơ sở tôn quân quyền phụ quyền và nam quyền quyền trị dân thuộc về giai cấp quý tộc họ nắm luôn quyền tôn giáo chỉ thiên tử mới được tế trời đất bốn phương chư hầu chỉ được tế phương mình ở người dân chỉ được tế tổ tiên họ có bổn phận che chở dân dân phải nuôi họ tuân lệnh họ trong nước thì như vậy còn trong nhà thì người cha nắm quyền đàn ông có quyền hơn đàn bà trong xã hội thì kẻ sĩ đứng đầu rồi tới nông dân công đứng sau nông thường bị co rẻ hơn cả tổ chức đó chặt chẽ có tôn tì hẳn hòi xã hội nông nghiệp nào hồi đầu cũng như vậy cả tục lệ lễ nghi luận thường tới đầu đời chu cũng được chu công đáng quy định thành một hệ thống mà đời sau gọi là đạo nho chu công được tôn là ông tổ đạo đó và tới thế kỷ thứ sáu trước tây lịch khổng tử ghi chép lại phát huy thêm Do đó đạo nho cũng gọi là đạo khổng, mà khổng tử thành một ông tổ nữa của đạo nho, danh còn hơn chu công, cho nên hàng phi tử, trong thiên hiếu học bảo, đạt tới mức cao nhất của nho là khổng khâu nho chi sở chí, khổng khâu giả, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính ngũ thường chữ thường này cũng có nghĩa là vĩnh cửu. Bất biến như chữ thường trong đạo đức kinh thành những đức căn bản trong phép cư xử giữa vua tôi cha con chồng vợ anh em bè bạn ngũ luân các đức trung hiếu tiết nghĩa và cần kiệm liêm chính được đề cao suốt hai nghìn rưỡi năm sau cho tới thế kỷ của chúng ta nền luân lý khổng mạnh đó thời nào cũng được tôn trọng thời chiến quốc do nông nghiệp tiến bộ một giai cấp mới xuất hiện giai cấp tân địa chủ một phần là các quý tộc xa suốt một phần là bình dân có tài trí muốn thống nhất Trung Hoa cho hết chia rẽ, loạn lạc để dễ phát triển kinh tế. Họ tranh đấu với giai cấp quý tộc, dành một phần quyền cai trị cho mình, đặt ra luật pháp, tổ chức lại hành chánh và kinh tế coi bộ hàng phi tử chúng tôi soạn chung với giảng chi. Nhưng dù họ là mặt gia hay pháp gia danh gia yết bàn đến chính trị, có canh tân hay cách mạng gì thì cũng vẫn tôn quân quyền, phụ quyền, nam quyền, và vẫn coi trọng những nét chính của đạo khổng, của nếp sống theo khổng mà họ cho là không cần phải bàn lại nữa. Họ ngoài miệng chê bai đạo khổng làm mất nước mặt tử, cho nho gia là một trong năm loại mọc ngũ đố của xã hội Pháp gia. Nhưng thật ra họ chỉ muốn sửa lại đạo nho cho hợp thời, cho thực tiễn hơn Pháp cho nho lý tưởng quá về phương diện chính trị để thống nhất quốc gia thôi. Và khi Trung Hoa thống nhất rồi, nhà Tần đóng xong vai trò rồi, thì đạo nho lại được tôn sùng sau một thời bị chìm trong mấy chục năm dưới đời tần thu hoàng. Triết gia duy nhất không hề nhắc tới tên khổng tử, cũng không hề ám chỉ đạo khổng hay một đạo nào khác, chỉ ôn tồn với một thái độ rất triết, trình bày học thuyết của mình, chẳng đã ai, cũng chẳng khen ai, mà chỉ trong khoảng 5.000 chữ đã là một cuộc cách mạng lớn về tư tưởng, lật ngược hẳn lại đạo khổng, cả về vũ trụ quan lẫn nhân sinh quan. Chính trị quan, triết gia duy nhất đó là Lão Tử. Lật ngược nền luân lý của Khổng Tử. Đạo Đức Kinh mở đầu bằng mấy lời Lão Tử báo trước cho chúng ta rằng đạo là một cái gì rất huyền vi, chính ông không hiểu rõ được và loài người không có ngôn ngữ gì diễn tả được, cho nên ông không thể giảng cho ta được, chỉ gợi ý cho ta được thôi để ta tự tìm hiểu lấy. Rồi qua chương 2, ông lại báo trước cho ta một điều quan trọng nữa phải bỏ quan niệm sai lầm về thiện, ác của xã hội đương thời tức của khổng mặt đi, trước khi tìm hiểu đạo, tìm hiểu học thuyết của ông. Ông viết, ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu, ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác, là vì có và không sinh lẫn nhau, dễ và khó tạo nên lẫn nhau, ngắn và dài làm rõ lẫn nhau cao và thấp dựa vào nhau, âm và thanh hòa lẫn nhau, trước và sau theo nhau. Nghĩa là trong vũ trụ không có gì vốn tốt, vốn xấu, đạo không phân biệt tốt xấu, như chương trên chúng tôi đã nói. Vậy thì thánh nhân tức là người đã hòa đồng với đạo, hoàn toàn hư tĩnh, theo tự nhiên chỉ có một cách xử sự là theo thái độ vô vi, dùng thuật không nói mà dạy dỗ để cho vạn vật tự nhiên sinh trưởng mà không can thiệp vào. Ông chưa phải là bậc thánh nhân đó mà lại muốn sửa lại sự lầm lẫn quá hữu vi của người đời ngày càng xa đạo thì không thể vô ngôn được và tất phải vạch ra điều nào nên theo, điều nào không nên nghĩa là đưa ra những giá trị khác hợp với đạo. Ông chê những đức nhân, nghĩa, lễ, trí, tính và trung hiếu của đạo khổng, cho nên đạo mất rồi. Sau mới có đức đạo ở đây là tổng nguyên lý của vạn vật, đức là nguyên lý của mỗi vật, tức một phần của đạo, đức cũng có thể hiểu là bản năng sinh tồn của mỗi vật. Đức mất rồi sau mới có nhân, nhân mất rồi sau mới có nghĩa, nghĩa mất rồi sau mới có lễ. Lễ là sự biểu hiện của sự suy vi của sự trung hậu thành tính, là đầu mối của hỗn loạn. Dùng trí tuệ mà tính toán trước thì chỉ là cái lề lẹt của đạo mà là nguồn gốc của ngu muội chương 38. Chương 18 ông lại nói, đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa, trí xảo xuất hiện rồi mới có trá ngụy gia đình cha mẹ, anh em, vợ chồng bất hòa rồi mới sinh ra hiếu, tư, nước nhà rối loạn mới có tôi trung. Hai đoạn dẫn trên là lời mạc sát chung các nền luân lý của các dân tộc mặt xác sự văn minh của nhân loại từ xưa tới nay chứ chẳng phải của riêng Trung Hoa thời đó. Theo lão tử thì loài người bẩm sinh có lòng yêu cha mẹ, yêu con, yêu đồng loại, tôn trọng bề trên năm. Năm cũng như loài chim, loài nai chẳng hạn, không loài nào không nuôi nấng, che chở cho con khi con còn nhỏ, không quyến luyến với mẹ, không hợp đoàn, không theo con đầu đoàn. Đạo và đức khiến như vậy, những tình cảm đó hồn nhiên trong sạch không suy tính loài người để mất tình cảm hồn nhiên đó rồi mới đặt ra nhân nghĩa lễ trí tính hiếu trung bảo phải hành động ra sao mới là nhân nghĩa hiếu trung là cố ý rồi nhắm một mục đích rồi không thành thật nữa nếu lại bắt buộc người ta làm như mình thì đâu còn là đạo đức nữa mà là xa đọa dùng trí xảo trọng sự loè loẹt, đầu mối của hỗn loạn rồi. Vậy phải tuyệt thánh, khí trí, bất thượng hiền mà giữ sự chất phát. Chương 19, Lão Tử viết Dứt thánh, bỏ trí, dân lợi gấp trăm, dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại hiếu từ, dứt trí xảo, bỏ lợi, không có trộn giặt. Chương 3, không trọng người hiền để dân không tranh. Khổng, mặt đều coi nghiêu, Thuấn là thánh nhân, coi thời nghiêu, Thuấn là hoàng kim thời đại. Ngày Pháp gia như hàng phi cũng có lúc trọng nghiêu, Thuấn, trang tử cũng nhắc đến nghiêu, Thuấn. Không có chính trị gia nào thời chiến quốc không tin huyền thoại, nghiêu, Thuấn. Duy có lão tử là tuyệt nhiên không nói đến nghiêu, Thuấn hay bất kỳ ông thánh nào khác của đạo nho, như hoàng đế, phục hy, chu công. Ông coi họ là không những không có công mà còn có tội với dân tộc Trung Hoa, nhưng không mạt sát họ, không có họ thì dân lợi gấp trăm. Cơ hồ thái độ của ông là không cần nhắc tới họ. Đó là điểm đặc biệt của ông và của đạo đức kinh. Dứt thánh rồi bỏ trí nữa. Khổng tử coi trí là một trong năm đức quan trọng nhất, ngang với nhân, nghĩa, lễ. Vì không có trí, nghĩa là không biết rộng hiểu nhiều, không sáng suốt thì khó đạt tới mức cao của nhân, nghĩa, lễ đuộc. Không biết nhân với từng hạng người thân hay sơ, thiện hay ác ra sao, không biết hành động thế nào mới hợp nghĩa, không biết giữ lễ cách nào, tóm lại không biết trung dung, tùy thời, tùy hoàn cảnh. Cho nên ông rất trọng sự học và ông có lý. Ông rất hiếu học, suốt đời tận tâm dạy người. Ông tự xét mình là học gì bất yếm. Hối nhân bất nguyện học mà không chán, dạy người mà không mỏi thuật nhi bài 2. Thiền dương hóa bài 8, ông bảo, muốn nhân mà không muốn học thì bị cái che mờ là ngu, muốn trí mà không muốn học thì bị cái che mờ là cao kỳ thái quá, muốn tính mà không muốn học thì bị cái che mờ là hài nghĩa, muốn trực mà không muốn học thì bị cái che mờ là ngang ngạnh, muốn cương mà không muốn học thì bị cái che mờ là táo bạo, khinh xuất. Lão tử phản đối thứ trí đó của Khổng, vì căn bản của nó dựng trên sự phân biệt sai lầm của Khổng về thị phi, thiện ác, trên những giá trị giả tạo như ông đã vạch ra trong chương 2 đã dựng trên. Vả lại tri thức tự bản thân của nó là đối tượng của lòng dục rồi mà như đoạn dưới chúng tôi sẽ trình bày, ông chủ trương quả dục giảm dục vọng cho tới mức gần như vô dục. Càng biết nhiều người ta lại càng ham muốn nhiều hơn nữa càng biết nhiều người ta lại có nhiều khả năng thỏa mãn dục vọng chẳng hạn chúng ta vì biết được nhiều tiện nghi của khoa học đèn điện xe hơi máy thu thanh thâu hình máy lạnh nên muốn có đủ các tiện nghi đó sự hiểu biết của loài người về khoa học càng tăng thì loài người càng nghiên cứu phát minh thêm những máy móc mỗi ngày một tân kỳ như vậy hoài không biết thế nào là đủ mà cũng không thể ngừng được Vi học nhật ích chương 48 là nghĩa vậy, theo học như khổng, mặc thì mỗi ngày dục vọng và tinh thần hữu vi một tăng, còn theo đạo thì mỗi ngày dục vọng và tinh thần hữu vi một giảm, vi học nhật tổn. Càng nhiều ham muốn ham danh, ham lợi, ham quyền thì con người càng hóa ra trí xảo, có tinh thần ganh đua, hiếu thắng, dừng hóa ra khó trị, trá ngu. Thời xưa, người khéo dùng đạo trị nước thì không làm cho dân khôn lanh cơ xảo, mà làm cho dân đôn hậu, chất phát. Dân sở dĩ khó trị là vì nhiều trí mưu dân chi nan trị, dĩ kỳ trí giả chương 65. Trí xảo xuất hiện rồi mới có trá ngụy trí tuệ xuất, hữu đại ngu chương 18. Trong trang tử có kể chuyện một ông lão làm vườn chịu múc từng thùng nước giếng đi tưới sâu chứ không chịu dùng một cái máy để lấy nước vừa nhẹ nhàng vừa mau máy ấy đằng sau nặng. Đằng trước nhẹ, có lẽ như cái cần vọt của ta, vì lẽ, máy tước là cơ giới, kẻ có cơ giới tất có cơ sự, kẻ có cơ sự tất có cơ tâm, mà cơ tâm là điều làm ông ta xấu hổ. Cơ xảo, khôn lành tức là có lòng máy móc, tức là có cơ tâm ông lão làm vườn đó theo đúng đạo lão. Hễ có cơ tâm thì sinh ra nhiều lo lắng về nỗi đắc thất, thua kém người, truy nguyên đều do học theo cách của khổng. Muốn cho khỏi lo, chỉ có cách là dứt học. Tuyệt học vô ưu chương 20. Và rốt cuộc lão tử bảo chỉ có một cách học là Học bất học chương 64 Nghĩa là học sao cho được vô tri vô thức Nói cách khác là lấy sự không học làm học như vậy mới giúp được mọi người trở về với đạo, giúp vạn vật phát triển theo tự nhiên phục chúng nhân chi sở quá. Phụ vạn vật chi tự nhiên chương 64. Cách học đó trái hẳn cách học của Khổng Tử, không dùng sách vở, cũng không cách vật nghiên cứu từng sự vật một đại học, như vậy là phân biệt phiền toái, chi ly chỉ thêm mê hoặc mà giữ tâm hồn hư tĩnh, dùng trực giác để hiểu đạo tổng nguyên lý của vạn vật hiểu mình một phần của đạo, do đạo sinh ra rồi trở về với đạo, mục đích là tìm một lối sống hợp với đạo. Học theo cách đó thì, không ra khỏi cửa mà biết được xử lý trong thiên hạ, không dòm ra ngoài cửa mà biết được đạo trời. Càng đi xa càng biết được ít vì chỉ biết được những hiện tượng trước mắt thôi, biết được phần tử, không biết được toàn thể. Cho nên thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên. Chương 47. Lật ngược chế độ tôn ti của Khổng. Tới đây chúng ta đã thấy lão tử lật ngược nền luân lý Khổng giáo, ông còn lật ngược cả chế độ tôn ti, phong kiến của Khổng nữa. Lão coi vạn vật như nhau, không phân biệt quý, tiện, như vậy là chủ trương bình đẳng, ông lại bảo phải để cho vạn vật tự nhiên phát triển theo bản tính của chúng, không can thiệp vào, như vậy là chủ trương tự do. Bình đẳng và tự do là những giá trị ngược với chế độ phong kiến dựng trên quân quyền, phụ quyền và nam quyền. Lão tử không cực đoan như trang tử mà đưa ra chủ trương vô chính phủ. Ông vẫn còn duy trì ngôi vua, nhưng nhiệm vụ và quyền hành của vua bị giảm thiểu gần như không còn gì. Vua chỉ có mỗi việc là vô vi, nghĩa là không can thiệp vào đời sống của dân, chỉ coi chừng cho dân sống theo tự nhiên, ngăn ngừa trước cho dân khỏi đánh mất bản tính thần phát. Điểm đó, chúng tôi sẽ bàn thêm. Vì không thờ thượng đế, quỷ thần, vua mất luôn quyền giáo chủ. Hơn nữa, vua tuy ở trên dân mà không quý bằng dân, vì sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nền quý dĩ tiện vi bản, cao dĩ hạ vi cơ. Các vua chúa mới tự xưng là cô côi cút, quả ít đức, bất cốc không tốt chính là lẽ đó chương 39 Vậy vua phải tự đặt mình ở dưới, ở sau dân. Sông biển sở dĩ làm vua Trăm Khe Lạch nghĩa là nơi quy tụ của mọi khe vì khéo ở dưới thấp nên làm vua Trăm Khe Lạch. Vì thánh nhân tức hạng vua chúa muốn ở trên dân thì phải nói lời khiêm hạ, muốn ở trước dân thì phải lùi lại sau. Chương 66 Chương 7 cũng diễn ý đó. Thánh nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước, đặt thân mình ra ngoài mà thân mới còn được. Lão tử không nói tới phụ quyền quyền của cha, nhưng cứ theo quy tắc vô vi, bất can thiệp thì nhiệm vụ và quyền của cha cũng giảm thiểu như quyền của vua. Cha chỉ phải nuôi con, che chở chúng, hướng dẫn chúng sống theo tự nhiên, như vậy là từ phụ cha hiền từ rồi. Ông cũng không nói đến nam quyền quyền của đàn ông, của chồng, nhưng rõ ràng ông trọng nữ tính hơn nam tính chương 28 ông khuyên ta phải Biết trống nam tính mà giữ mái nữ tính tri kỳ hùng, thủ kỳ thư Chương 61, ông nói thêm Nên giống như giống cái trong thiên hạ Giống cái nhờ tỉnh mà thắng giống được ham động Vì trọng nữ tính cho nên ông cho đạo là nữ tính Chứ không như khổng cho thượng đế và như người phương Tây cho điều là Pere có nam tính ngay trong chương đầu ông đã bảo đạo là mẹ của vạn vật vạn vật chi mẫu. Rồi chương 25, chương 52, mẹ của vạn vật trong thiên hạ thiên hạ mẫu. Chương 20, mẹ nuôi muôn loài từ mẫu. Chương 6, ông dùng thần hang để tượng trưng cho đạo, thể của đạo hư vô, nên gọi là hang, dụng của nó vô cùng, nên gọi là thần. Nó sinh ra vạn vật cho nên gọi nó là mẹ nhiệm màu huyền tẩn trọng nữ tính tức là trọng nữ, ngược hẳn với khổng, mặt với xã hội đương thời. Tôi không chắc ông có ý trở lại chế độ mẫu hệ, nhưng một xã hội theo quan niệm ông, một xã hội mà quyền và bổn phận của vua chúa, của gia trưởng rất giảm thiểu, nữ được trọng hơn nam, một xã hội như vậy không còn là xã hội phong kiến, tôn ti nữa, mà giống xã hội thời sơ khai, khi loài người còn sống thành các bộ lạc, sự kỹ, Lão tử là triết gia đầu tiên, có lẽ là duy nhất ráng tìm nguyên nhân sâu xa sự xa đọa của loài người. Khổng, mặc chỉ tìm nguyên nhân sự loạn lạc của xã hội đương thời thôi, tại các nhà cầm quyền không theo đạo của tiên vương nghiêu, thuấn, tại vua không ra vua, không trọng sự giáo dục bằng lễ khổng hoặc tại mọi người không biết yêu người khác như yêu bản thân mình mặc năm. Năm, lão tử đi ngược lên nữa, bảo không phải vậy. Nguyên nhân chính, duy nhất theo ông là tại loài người mỗi ngày mỗi xa đạo, không sống thuận theo đạo, tức thuận theo tự nhiên, mất sự chất phát, có nhiều dục vọng quá, càng thông minh lại càng nhiều dục vọng, càng xảo trá, tranh giành nhau, chém giết nhau. Tiền đề ông đặt ra là đạo vốn hoàn toàn, con người ban sơ do đạo tạo ra, được đức nuôi dưỡng, cũng tự nhiên, chất phát, ít dục vọng, chân thành, nhu thuận. Tiền đề đó đúng hay không là điều không ai biết được và đem ra bàn thì không bao giờ hết, không ai thuyết phục nổi ai. Có thể nó đúng một phần. Các nhân chủng học đều nhận rằng các dân tộc sơ khai rất chất phát, thành thật, có thể có một số ưa hòa bình, nhưng đa số cũng tàn bạo lắm. Khi săn mồi thì chém giết nhau, ăn thịt nhau nữa. Không thể tin chắc rằng con người sơ khai đều tốt cả nhưng triết gia nào cũng có quyền đặt ra một tiền đề, hệ nó đúng một phần dù nhỏ rồi suy luận một cách đúng để sau đưa ra một kết luận, một giải pháp có ích cho nhân loại trong một thời nào đó, sửa được một vài sai lầm nào đó, là đủ cho triết thuyết đó có giá trị rồi. Mà lão tử suy luận rất đúng, con người vốn chất phát chỉ vì các ông thánh của khổng, mặc đặt ra những giá trị giả tạo hiền và bất hiền, quý và tiện, dành với lợi gợi lòng ham muốn của của dân rồi dạy cho họ khôn lanh hơn nữa thì làm sao không sinh ra loạn khi loạn rồi họ đưa ra đức nhân để sửa như khổng sửa không được họ dùng tới quan điểm nghĩa như mạnh thất bại nữa họ đề cao lễ như tuân hết lễ tới pháp thuộc hàng phi hiện nay khắp thế giới đâu đâu cũng dùng thuật và sức mạnh các phương tiện bọn triết gia và chính trị gia dùng mỗi ngày một mạnh lên mà kết quả là xã hội càng loạn, nhân loại càng xa đọa Và lão tử kết luận, chỉ có một cách là thay đổi lối sống, trở về với đạo, với tự nhiên, tức là phải phản phát. Bước đầu là phải quả dục, giảm thiểu dục vọng. Trong đạo đức kinh ta thấy vài ba chỗ dùng danh từ vô dục như Chương 3 xử dân vô tri vô dục khiến cho dân không biết, không muốn. Chương 37, phù diệt tương vô dục khiến cho vạn vật không còn tư dục. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng chữ vô ở đó cũng như chữ vô trong danh từ vô vi, không có nghĩa là hoàn toàn không, không trái hẳn với hữu. Vô vi không phải là hoàn toàn không làm gì cả mà là đừng làm gì trái với luật tự nhiên của vũ trụ, vô dục không phải là hoàn toàn không ham muốn gì cả mà đừng ham muốn cái gì ngoài những nhu cầu tối thiểu tự nhiên của con người vậy vô dục tức là quả dục hoặc tiết dục về điểm tiết dục thuyết của lão tử không có gì mới mẻ khổng tử và mặc tử cũng chủ trương như ông chỉ khác là ông nhấn mạnh hơn hai nhà kia tiến xa hơn cho thái độ vô dục là hạnh phúc hoàn toàn là điều kiện để trở về đạo mà nhân loại mới khỏi loạn còn nho giáo chỉ cho nó là điều kiện để giữ tư cách khổng hoặc nuôi cái tâm mạnh và mặc tử coi nó là một sự khát khổ nên theo để mưu hạnh phúc chung trong khi còn nhiều người khốn cùng khát khổ tới mức chỉ mong thỏa mãn được ba nhu cầu căn bản này thôi đủ ăn đủ mặc mệt nhọc đầu ốm được nghỉ ngơi dừng có ba mối lo đói mà không được ăn rét mà không có áo mệt mà không được nghỉ, ba cái đó là ba mối lo lớn của dân phi nhạt. Lão tử nhiều lần nhắc ta phải quả dục, ở trên chúng tôi đã dẫn câu học bất học của ông trong chương 64. Cũng chương đó ông bảo phải dục bất dục, nghĩa là chỉ nên muốn một điều là vô dục, quả dục. Chương 19 ông gắn liền quả dục với bảo phát, biểu hiện sự một mặt, trong thì giữ sự chất phát, giảm tư tâm bớt dục vọng hiện tố, bạo phát, thiểu tư, quả dục. Chương 37, ông nói rõ hơn. Trong quá trình biến hóa, tư dục của vạn vật mà phát ra thì ta dùng cái một mặt vô danh tức đạo mà trấn áp hiện tượng đó, khiến cho chúng không còn tư dục nữa. Không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định. Cũng như mặt tử, Ông cho rằng con người chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên tối thiểu, bụng thì no, xương cốt thì mạnh, còn những vật hiếm, chỉ gợi lòng ham muốn, khiến cho xã hội sinh loạn, thì phải bỏ hết. Không trọng người hiền để cho dân không tranh danh lợi, không quý của hiếm để cho dân không trộn cướp, không phô bày cái gì gợi lòng ham muốn, để cho lòng dân không loạn. Cho nên chính trị của thánh nhân là làm cho dân lòng thì hư tỉnh, bụng thì no, tâm trí thì yếu không ham muốn, không tranh giành, xương cốt thì mạnh chương ba. Những cái gì làm cho vui tai, đẹp mắt, ngon miệng cũng vậy, vì ngủ sắc làm cho người ta mờ mắt, ngủ âm làm cho người ta u tai, ngủ vị làm cho người ta tê lưỡi, rủi ngựa săn bắn làm cho lòng người ta mê loạn, vàng bạc châu báu làm cho hành vi người ta đồi bại. Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cái này xa xỉ, đa dục mà lựa cái kia chất phát, vô dục chưa 12. Y như lời mặc tử trong thiên tiết dụng, thượng, ăn uống đủ để no bụng, nối hơi, mạnh chân tay, sáng tay sáng mắt thì thôi, không ráng điều hòa đến cùng cực ngũ vị và mùi thơm, không tìm kiếm những của ngon vật lạ ở xa. Như vậy lão và mặt đều chủ trương hưu bỏ mỹ nghệ, nghệ thuật, những cái ta gọi là sản phẩm của văn minh, lão tử để cho con người trở về với chất phát, không xa đọa tranh nhau, mặt tử để cho dân khỏi khổ, lão vì lý tưởng, mặt vì thương dân. Danh vọng, địa vị, tiền của lại càng nên xa lánh. Vàng ngọc đầy nhà, làm sao giữ nổi, giàu sang mặc kêu là tự rất lấy họa công thành rồi thì nên lui về, đó là đạo trời công thành thân thoái, thiên chi đạo chương chính. Danh tiếng với sinh mệnh cái nào quý, sinh mệnh với của cải cái nào quan trọng, được danh lợi mà mất sinh mệnh, cái nào hại, cho nên ham danh quá thì phải hao tổn nhiều, chứa của cải nhiều thì mất mát nhiều chương 44. Phải đặt thân mình sau thiên hạ, đặt thân mình ngoài vòng danh lợi thì thân mình lại ở trước, mới còn được. Hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn chương bảy. Ngày cái thân mình, cũng nên quên nó đi. Chúng ta sợ dĩ sợ và lớn là vì ta có cái thân. Nếu ta không có thân thì còn sợ gì tai vạ nữa. Chương 13 Không có cái thân nghĩa là quên nó đi, cứ để đời ta thuận tự nhiên, lúc nào về với đạo, với vô thì về, lúc nào chết thì chết quả dục thì phải tri túc. Lão tử có lẽ là người đầu tiên khuyên ta tri túc. Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên ngừng thì không nguy tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi chương 44. Họa không gì lớn bằng không biết thế nào là đủ, hại không gì bằng tham muốn cho được nhiều. Biết thế nào là đủ và thỏa mãn về cái đủ đó thì mới luôn luôn đủ tri túc chi túc thường túc hỷ chương 46. Tri túc là điều kiện cốt yếu của hạnh phúc mà phương Đông chúng ta coi trọng. Ngoài hai câu dẫn trên trong đạo đức kinh, người Trung Hoa còn những châm ngôn này nữa. Tri túc, tiện thị túc, đại túc hà thời túc. Biết thế nào là đủ thì sẽ đủ, đợi cho có đủ thì bao giờ mới đủ. Và nhân dục vô nhai, hồi đầu thì nạn lòng dục của con người không có bờ bến, nhưng nhìn lại phía sau mình thì đó là bờ bến đấy người phương tây trái lại muốn được thêm hoài cho nên họ tiến mau phú cường nhưng chịu họa cũng lớn và hiện nay đã có nhiều người nghĩ phải chặn cái nền văn minh tiêu thụ lại không cho nó tiến thêm nữa Tri tốt thì khứ thậm khứ xa khứ thái bỏ những cái gì thái quá chương hành chính và không cho tình trạng nào dù tốt tới mấy phát triển tới cực điểm vì theo luật tuần hoàn trong vũ trụ hệ phát tới cực điểm thì sẽ quay trở lại phản phục, sẽ suy. Vật gì cũng vậy, cường tráng rồi thì sẽ già vật tráng tắt lão chương 30. Giữ chậu đầy hoài, chẳng bằng thôi đi, mài cho bén nhọn thì không bén lâu trì nhi doanh chi, bất như kỳ dĩ, su nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo chương chính. Hệ lên tới cực điểm rồi thì ngừng lại, đó là một trường hợp vật hoặc tổn chi nhi ít vật có khi bớt đi mà lại là thêm lên. Nếu trái lại, không ngưng mà cho tăng hoài thì mau suy, mau kiệt, như vậy là ít chi nhi tổn thêm lên mà hóa ra bớt đi chương 42. Tiếp vật, đối với mình thì quả dục, phản phát, đối với người thì khiêm nhu, phát và nhu đều là những tính của đạo. Chương 40, sau khi bảo, phản giả, đạo chi động, lão tử tiếp ngay, nhược giả đạo chi dụng luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu trở lại gốc, chịu dụng của đạo là nhược tức khiêm nhu. Chữ nhu nhược ở đây không phải là thiếu ý chí, ai bảo sao theo vậy mà có nghĩa là đừng cưỡng lại luật thiên nhiên của tạo hóa, vậy nhưng sinh quan của lão Trung Quy là thuận theo đạo. Chương 37, ông bảo, nhu nhược thắng cương cường. Chương 78, ông nhắc lại, nhược thắng cường, nhu thắng cương. Đó là luật thiên nhiên, chứng cớ là Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng đơ. Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết thì khô cứng. Cho nên cứng mạnh là cùng loài với chết, mềm yếu là cùng loài với sống kiên cường giả, tự chi đồ, nhu nhược giả, sinh chi đồ chương 76. Ông đưa ra một thí dụ nhu thắng cương. Trong thiên hạ, cái cực mềm là nước thì chế ngự được cái cực cứng đá, vì nước soi mòn được đá. Cái không có lại len vô được không có kẻ hở như không khí len vô được những chất đá, gỗ cứng mà trong bề ngoài ta không thấy kẻ hở chương 43. Ông phàn nàn rằng lẽ đó ai cũng biết mà không ai thi hành được cả thiên hạ mạc bớt tri, mạc năng hành chương 78, cho nên mới có những kẻ cường bạo bất đắc kỳ tử chương 42 cái cường của họ thật ra chỉ là bảo chứ không phải là cường, chính nhu mới là cường. Thủ Nhu viết cường chương 52. Vì giữ được nhu nhược, thuận đạo mới là có nghị lực lớn và cũng nhờ biết nhu, biết mềm mỏng, chịu khuất thân mới được bảo toàn. Khúc Tác toàn chương 22. Ý nghĩa ba chữ đó chính là ý nghĩa bài ngụ ngôn cây sen và cây sậy của La Phong Tên trong cơn giông cây sen cứng chống với bão tố thì gãy trốc gốc mà cây sậy ngã theo gió thì được toàn vẹn khiêm đi liền với nhu đều là những đức thuộc về nữ tính khiêm thì không tự đại không gì lớn bằng đạo đạo lan tràn khắp cả có thể qua bên trái qua bên phải công của đạo cũng không gì bằng vạn vật nhờ nó mà sinh trưởng mà nó không can thiệp vào vậy mà nó rất khiêm không hề tự đại. Không thành rồi mà không nhận là của mình, nó nuôi dưỡng vạn vật mà không làm chủ vạn vật. Vạn vật quy về nó mà nó không làm chủ, cho nên có thể bảo nó là lớn. Vì cho tới cùng, nó không tự nhận nó là lớn cho nên mới hoàn thành được cái vĩ đại của nó chương 34. Khiêm thì không tự biểu hiện, không tự cho là phải, không kể công, không tự phụ không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ không tự cho là phải cho nên mới chói lọi không tự kể công cho nên mới có công không tự phụ cho nên mới trường cửu chương hai mươi hai khiêm thì không tranh với ai lão tử thấy thời ông loạn lạc vì vua chúa tranh giành đất đai bảo vật của nhau còn dân chúng thì tranh giành địa vị danh lợi nên ông nhắc lại mấy lần đừng nên tranh giành chương hai mươi hai chỉ vì không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được. Cuối chương 66 cũng lập lại y hệt như vậy. Không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được. Chương 73 Đạo trời không tranh mà khéo thắng. Chương 8 Người thiện vào bậc cao có đức cao thì như nước. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào. Ở chỗ mọi người ghét chỗ thấp cho nên gần với đạo lão tử rất thích nước vì nước khiêm hạ, không tranh với vật nào cả mà lại chạy xuống chỗ thấp, có ở chỗ thấp mới quý hơn mọi vật. Sông biển sở dĩ làm vua trăm khe lạch là nơi quy tụ của mọi khe vì khéo ở dưới thấp nên làm vua trăm khe lạch. Như vậy là sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nền. Quý dĩ tiện vi bản, cao dĩ hạ vi cơ chương 39. Cho nền khiêm thì không muốn ở trên người, mà cũng không dám ở trước người. Bất cảm vi thiên hạ tiên chương 67 Tự đặt mình ở sau mà thân lại được ở trước hậu kỳ thân nhi thân tiên chương 7 Không có triết gia nào đề cao đức khiêm hạ như lão tử Ai cũng muốn vinh mà ông khuyên nên giữ nhục như nước Chịu mọi cái dơ từ trên cao đổ xuống Khổng tử cũng thích nước nhưng vì một lẽ khác Thiên ung giả bài 21 Ông bảo trí giả nhạo thu nhân giả nhạo sơn trí giả động nhân giả tỉnh người trí thích nước người nhân thích núi nước lưu động mà người trí sáng suốt hiểu được xử lý biết tùy thời hành động nên thích nước núi vững không dời đổi mà người nhân giữ vững đạo lý cho nên thích núi dưỡng sinh người đắc đạo phép dưỡng sinh lão tử gọi là nhiếp sinh chương 50 của lão gồm hai chữ hư tỉnh. Chương 16 ông viết, hết sức giữ được cực hư, cực tỉnh trí hư cực, thủ tỉnh đốc, xem vạn vật sinh trưởng ta thấy được quy luật phản phục, vạn vật phồn thịnh đều trở về căn nguyên của chúng. Trở về căn nguyên thì tỉnh, tỉnh là bản tính của mọi vật, cho nên trở về căn nguyên gọi là trở về mệnh. Trở về mệnh là luật bất biến thường của vật. Biết luật bất biến thì sáng suốt, không biết luật bất biến thì vọng động mà gây họa. Chữ hư trong chương đó là hư tâm, nghĩa là để cho lòng trống không không hư, vô tri, vô dục. Tâm mà hư thì trừ được hết các mối oán hờn, lo lắng, tâm hồn sẽ bình thản, thành tĩnh, không tranh giành, không có vọng tưởng. Chương 3 bảo phải hư kỳ tâm, như kỳ chí, chương 49 khuyên phải hồn kỳ tâm để lòng mình hồn nhiên, đều là ý đó cả. Chương 26 và 45, Lão Bảo tỉnh thắng được náo động, thành tỉnh là chuẩn tắc trong thiên hạ. Tỉnh vi táo quân, tỉnh thắng táo, tỉnh vi thiên hạ chính. Chương 37, lại nói, không còn tư dục mà trầm tỉnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định. Hư, tỉnh thì không phí, mà tiết kiệm được tinh thần, trí óc Lão tử gọi như vậy là sát hà tiện, có vậy mới sớm biết thuận theo đạo. Sớm thuận theo đạo thì tích được nhiều đức, tích được nhiều đức thì không gì không khắc phục được. Không gì không khắc phục được thì năng lực của mình không biết tới đâu là cùng. Như vậy là rễ sâu gốc vẫn nắm được cái đạo trường tồn, thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chi đạo chương 59. Chữ thị ở đây, theo từng nguyên có nghĩa là hoạt sống. Trường sinh cổ thì ý nghĩa cũng như tử nhi bất phong trong chương 33 tử nhi bất phong giả thọ, chết mà không mất là trường thọ. Vậy theo lão tử, để lòng hư tỉnh thì mau hiểu được đạo, trở về đạo, đồng nhất với đạo, mà đồng nhất với đạo thì sẽ cùng với đạo mà trường tồn, như vậy là bất tử, mặc dù thân xác bị hư hoại. Ý nghĩa có phần bí hiểm, nhưng từ xa xưa tới nay ai cũng nhận là quả dục không nóng nảy, hiếu thắng, không tranh đua. Lòng thanh thản thì tâm thần vui và mạnh, mà tâm thần ảnh hưởng nhiều đến thể chất. Đó là về tâm. Về cái thân mình, ông khuyên muốn sống lâu thì đừng nên phụng dưỡng mình quá hậu, tước đừng hưởng thụ thái quá. Những kẻ có thể sống lâu được mà chết sớm là vì họ tự phụng dưỡng quá hậu dĩ kỳ sinh sinh chi hậu chương 50, nghĩa là phải sống đạm bạc. Điều này cũng đúng nữa số cuộc phép dưỡng sinh của lão tử cũng vẫn là phản phát, quả dục, khiêm nhu, không khác gì phép sử kỹ, tiếp vật ở hai tiết trên, học thuyết của ông thật nhất trí. Muốn thực hiện được phép dưỡng sinh đó thì phải tự tri, tự thắng chương 33. Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt, thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường không rời nơi chốn của mình tước đạo thì được lâu dài, chết mà không mất đạo là trường thọ. Mà khi thực hiện được thì chúng ta sẽ trở về trẻ thơ phục quy ư anh nhi chương 28. Nhà giáo cũng thích trẻ thơ, như mạnh tử bảo, bực có đức lớn vẫn giữ được lòng mình khi mới sinh ra đại nhân bất thất, kỳ xích tử chi tâm ly lâu hạ bài 12, nghĩa là giữ được lòng hồn nhiên. Lão tử cung bảo, Người nào có đức dày thì như con đỏ hàm đức chi hậu, Tị ư xích tử, nhưng ông cho con vì một lẽ nữa, nó mềm mại, nhờ khí nó tụ lại, chuyên khí trí nhu chương 10, vẫn là cái ý trọng nhu. Chương 55 ông giảng rõ hơn, đứa con đỏ xương yếu gân mềm mà tay nắm rất chặt, chưa biết giao hợp mà con cu dựng đứng, như vậy là tinh khí sung túc, suốt ngày gào hét mà giọng không khản như vậy là khí cực hòa. Đời sau, các đạo gia chuyên tâm luyện khí để trường thọ là do mấy hang gợi ý đó. Và đây là chân dung người đắc đạo, còn người lý tưởng của lão. Mọi người hớn hở như hưởng bữa tiệc lớn, như mùa xuân lên đài. Riêng ta điềm tĩnh, không lộ chút tình ý gì như đứa trẻ mới sinh, chưa biết cười, rủ rượi mà đi như không có nhà để về. Mọi người đều có thừa, riêng ta như thiếu thốn lòng ta ngu muội đừng độn thay người đời sáng rõ riêng ta tối tăm người đời trong trẻo riêng ta hỗn độn như sóng biển nhấp nhô như gió vèo vèo không ngừng mọi người đều có chỗ dùng riêng ta ngoan cố mà bỉ lậu riêng ta khác người mà quý mẹ nuôi muôn loài tức đạo chương 20 chương 56 ông viết thêm người biết thì không nói người nói là người không biết ngăn hết các lối đóng hết các cửa không để lộ sự tinh nhuệ ra gỡ những rối loạn che bớt ánh sáng hòa với trần tục như vậy gọi là huyền đồng đại đồng với vạn vật một cách hoàn toàn đạt tới cảnh giới đó thì không ai thân cũng không có ai sơ với mình được vì mình đã ngăn hết các lối đóng hết các cửa bỏ dục vọng giữ lòng hứa tỉnh không ai làm cho mình được lợi hay bị hại vì mình không để lộ sự tinh nhuệ, gỡ những rối loạn, giữ sự giảng phát. Không ai làm cho mình cao quý hay để tiện được vì mình đã che bớt ánh sáng, hòa đồng với trừng tục. Vì vậy mà tôn quý nhất trong thiên hạ. Chúng ta để ý, chương 20 dẫn trên ông lại ví người đắc đạo với trẻ mới sinh nữa. Tôi đã thấy một bức hòa vẽ lão tử thành một ông già mập mạp, luồn cưỡi trâu, đầu hói, râu dài, mặt tươi tỉnh như một em bé rất dễ thương, và được thấy một bước khác vẽ một đạo gia thành một người cũng mập, bận áo thụng, chấp tay, hơi cúi đầu, tuét miệng ra cười, có vẻ như ngớ ngẩn, hơi khùng khùng. Những họa sĩ nào đó đã khéo diễn đúng ý những câu như đứa trẻ mới sinh, lòng ta ngu muội đừng độn thay. Hết chương 3 Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở chương 4 với nội dung đạo trị nước.